Như là tôi đã hứa thì là sau khi hôm qua cái ngày cơ quan cảnh sát điều tra của Yên Bái trực tiếp họp báo tại công an tỉnh Yên Bái trả lời về cái kết luận điều tra vụ xả súng tại Yên Bái tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và tỉnh ủy Yên Bái, sau khi mà cái nghi can anh Đỗ Cường Minh kiểm lâm Yên Bái bị nghi là đã bắn chết ông Cường Bí Thư và ông Tuấn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Thế thì ngày hôm qua thì cái kết luận của Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan điều tra thì chắc là các bạn, nhiều bạn cũng đã nắm được rồi, đã xem qua trên các cái báo rồi. Thì tôi cũng đã đọc rất là nhiều, một số anh em báo chí cũng họp báo và cũng cho biết cái kết luận đó, và cũng đọc trên một số tờ báo như là Thanh Niên, rồi là Báo Mới, rồi Báo Pháp Luật. Thì tóm lại cái vụ án được Công an tỉnh Yên Bái, cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái trả lời báo chí để đưa lên báo, nó rất đơn giản. Nó đơn giản đến mức mà chúng ta rất là ngắn gọn những chi tiết. Chính vì có thể là nó ngắn quá, nó thiếu rất nhiều những cái thông tin mà bạn đọc và nhiều người thắc mắc, mà cộng đồng mạng cũng vô số những cái thắc mắc của bà con trên cộng đồng mạng. Thứ nhất là cái chi tiết mà cái việc mà như là cơ quan điều tra cho biết ấy, là khi các anh Minh này, anh ấy lái xe chở vợ đi làm xong thì 6:30 sáng anh ấy đến trụ sở cơ quan đó, thì anh ấy trước khi đến thì anh ấy liên lạc với cái lái xe của ông Cường, và liên lạc chắc là biết rõ là ông Cường đang trên đường đến ấy. Thì ông Minh thì đã chờ sẵn ở cái cửa phòng rồi. Thì khi mà ông Cường đến ấy thì là ông Minh vào bắn 4 phát súng. Thì đó là cái trả lời, cái thông báo của cơ quan điều tra. Thì thực ra về cái mặt góc nhìn của người làm điều tra thì để có những cái thông tin trả lời như vậy chính xác là ông Minh bắn ông Cường 4 phát súng K59 thì phải căn cứ vào những cái ví dụ như là video, những cái camera mà được ghi lại ở các góc, và để đó là làm cái chứng cứ. Còn bây giờ không có ai làm chứng về cái việc đó, thì cái việc mà kết luận một cái anh cầm súng, anh này cầm súng bắn anh kia 4 phát đạn, thì mà không có những cái tài liệu làm chứng, người làm chứng hay là camera làm chứng, thì tôi nghĩ là cũng khó có thể tin được đó. Và vấn đề thứ hai liên quan đến cái chi tiết này thì các bạn biết rằng là bắn 4 phát súng K59 ấy, thì cái âm thanh của K59 ở trên cái tầng 2 ấy, ở trên cái văn phòng của ông Cường ở trên tầng 2 ấy, âm thanh nó sẽ vang lên. Và tại thời điểm đó, khi mà Bí Thư mà đã đi làm rồi và các cán bộ tỉnh đã đi làm rồi thì nhân viên rất đông, thì người đi làm rất đông, và khách khứa người ta đi đến đó, như các bạn biết là người ta trả lời là có cả đoàn khách đang làm việc với bên chỗ ông Tuấn ở bên cách đó có 150 mét, thì không thể là không có ai nghe, không nghe tiếng súng được. Cái âm thanh nó sẽ vang lên và mọi người sẽ biết thừa là có cái âm thanh súng nổ, 4 phát súng nổ K59. Và cái chi tiết mà khi mà các anh ấy cho rằng là anh Minh này anh ấy bắn ông Cường xong thì lại xách cặp và xách súng, mang súng và xách cặp đi ra ô tô, lái xe sang cái phía sân ở chỗ ông Tuấn thì ở tầng 1. Thế thì cách đó có 150 mét thôi. Thế thì sau khi mà lái xe sang thì là còn gặp cái đoàn khách, gặp anh lái xe của ông Tuấn, nói rằng là đang có khách ở trong. Tức là thời điểm đó đã có rất nhiều khách đến làm việc. Thế thì anh chờ và được ông Minh, ông ấy chờ là đoàn khách ra, thì ông Minh tiếp tục vào phòng ông Tuấn và bắn tiếp 4 phát súng nữa. Và sau đó thì tự sát, và theo như kết luận điều tra của Công an tỉnh Yên Bái thì tự sát bằng 3 phát súng bắn ở trên vùng thái dương, chứ không như là cái trả lời của ông bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Yên Bái hồi đầu ấy là có vết đạn bắn từ sau gáy ra đằng trước. Và một cái chi tiết cực kỳ buồn cười nữa là các bạn đọc ở trên các báo thấy rằng là công an đã khám
và tìm ra khẩu súng K59 hết đạn để trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn. Đó, cái chi tiết này rất là đắt giá. Để trong đó, vậy thì ai là người để khẩu súng vào đó? Và ai là người bắn ông Minh? Và camera ở đâu để ghi lại để biết rằng là ai là người bắn ông Tuấn? Và ai là người bắn ông Minh? Hay là ông Minh bắn ông Tuấn? Hay là ông Tuấn bắn ông Minh? Hay ông Minh tự sát? Hay ai bắn ông Minh? Đúng không? Và khẩu súng thì tự nhiên lại nằm ở trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn. Trong khi là ông Minh được cơ quan điều tra cho biết là tự sát. Đó, tự sát. Vậy thì chứng cứ nào cho biết rằng là ông Minh là tự sát? Và tự sát xong thì súng, ông tự sát bằng cái gì? Bằng súng hay súng của ông ấy đâu? Đó. Và khẩu K59 ở trong ngăn bàn của ông Tuấn thì bắn hết đạn. Lúc đó thì khẩu súng có khói không? À, có vết khói và có các cái dấu vết của cái việc vừa bắn không? Vừa khai hỏa không? Đó, thế thì công tác điều tra phải kiểm tra cái đó. Thì các cái chứng cứ này thì bây giờ mà nói là ông này bắn ông kia thì cũng không có cái gì để tin cả. Tại vì là cái camera ở trong phòng có không và các anh trích xuất camera từ đâu? Đó, để chứng tỏ rằng là ông này bắn ông kia. Đó, đó. Thế thì đấy là những cái chi tiết mà theo như trả lời báo chí của cơ quan cảnh sát điều tra của công an tỉnh Yên Bái thì tôi có phân tích ra những cái chi tiết như vậy. Thế còn về cái mặt với những vấn đề khác liên quan ấy, là trong cái quá trình ấy, mà kiểm tra và khám xét tại phòng của ông Tuấn ấy, thì cho thấy rằng là cái tiền ấy, cái tiền của ông Tuấn ấy, đó, được kiểm tra thì thấy rằng là cái két sắt của ông Tuấn ấy, ở trong phòng làm việc ấy, thì có những 100.000 đô và có cả 1,5 tỷ và có 4-5 cái nhẫn gì đó mà đến thời điểm công bố cho báo chí là từ ngày 18 tháng 8 cho đến hôm qua là ngày thông báo 26 mà trả lời báo chí mà các anh ấy vẫn chưa điều tra được, là chưa biết là cái nhẫn đó là nhẫn gì. Đó thì không hiểu được các anh điều tra như thế nào mà lại có mấy cái nhẫn kim loại mặt đá mà không biết nó là vàng hay là bằng chì hay là bằng mỹ ký rẻ tiền. Đó, thế còn số tiền thì chắc chắn là tiền thật rồi. Tiền thì là 1,5 tỷ và 100.000 đô thì tôi nghĩ là cái tiền đó các anh đã giám định và biết chắc là đã là tiền thật. Thế nhưng mà về mặt pháp lý thì sáng nay tôi lại thấy là ngay sáng đọc báo Tuổi Trẻ thì lại thấy là bảo là cơ quan điều tra đã ghi lời khai của vợ ông Tuấn. Và vợ ông ấy cho biết rằng là cái số tiền này là tiền của riêng nhà ông ấy. Và vì ở nhà có mình mẹ già thôi, cho nên là ông ấy đã phải mua cái két để cho vào trong, gửi trong trụ sở để tiền đấy, để sợ là ở nhà nó có cướp hay trộm. Đó thì cái chi tiết này cũng không thuyết phục. Và cơ quan điều tra nói rằng là đã gọi để trả tiền, xét thấy là trả tiền lại cho cái gia đình nhà ông Tuấn. Thì tôi cho rằng cái chi tiết này là không đúng. Tại vì căn cứ với cái lời khai của vợ ông Tuấn ấy, thì nó cũng không đủ cơ sở để xác định cái số tiền đó là số tiền của nhà ông Tuấn. Vì như thế này, tại vì các anh biết thừa là cái quy định của Đảng, cái quy định của nhà nước ấy, là anh là cán bộ, anh là chủ tịch hội đồng nhân dân hay anh là gì đó thì anh đều phải kê khai tài sản, đúng không? Vậy thì cái biên bản kê khai tài sản của anh trong vòng từ khi anh nhận chức ấy, anh kê khai tài sản, anh ai quản lý cái bảng kê khai đó, và trong cái kê khai đó thì có kê khai là anh có tài sản trên 50 triệu là anh phải kê khai rồi. Và anh kê khai cái số mà 1,5 tỷ và 100.000 đô đó cộng với các cái nhẫn vàng rồi các cái này kia đó thì anh kê khai ở đâu? Còn nếu mà anh không có cái bảng kê khai đó thì không thể có cái gì chứng tỏ đó là cái số tiền của nhà anh được. Thế là cơ quan điều tra mà kết luận như vậy là không đúng trình tự, không đúng hợp lý, không hợp lý, đúng không? Cán bộ là phải kê khai đó theo quy định của nhà nước, quy định của Đảng, của anh là phải kê khai tài sản. Thế thì ông có bảng kê khai chưa? Từ khi ông nhận chức lên thì trong vòng 1 năm trước thì ông mới nhận chức được đâu có vài tháng thì ông đã kê khai tài sản chưa? Và trước cái tài sản đó có từ khi ông chưa nhận chức? Nếu đúng là có từ khi chưa nhận chức thì cái bảng kê khai của ông đâu? Đó thì không thể căn cứ vào đó để mà trả tiền lại của cái tiền này. Và chúng ta phải đề phòng cái phương án này. Có thể cái số tiền này lại là của những cái người chạy chức. Người ta gửi vào đó, người ta vứt vào đó, người ta ném vào phòng đó. Đó, trong khi ông Tuấn này ông ấy chưa kịp báo cáo cơ quan về cái chuyện là có người hối lộ thì là đã bị xảy ra vụ án. Cho nên rằng là
có rất có thể cái số tiền này là cái số tiền của cái người chạy chức, và cơ quan điều tra cần phải kiểm tra cái số những cái cọc tiền này, cọc tiền USD này, cọc tiền 1 tỷ rưỡi này, nếu nó còn nguyên trong cọc ấy thì phải biết là cái số series này là của ngân hàng nào, đúng không? Ngân hàng nào, tiền đó là ngân hàng đó là giao cho ai, ngày nào, đều có hết mà. Đó, mang cái cọc tiền đó ra, nhìn cái tờ giấy dán ở trên cọc tiền đó là thấy ngân hàng gì. Và nếu là đúng là cái ngân hàng đó giao cho một người khác ném tiền vào đó để hối lộ hay để làm gì đó thì xác minh được cái nguồn tiền ngay. Chứ không thể nói là cái tiền đấy là của ông Tuấn tích cóp, của gia đình vợ chồng ông Tuấn tích cóp từ bao giờ. Tôi nói về mặt kê khai là các anh đã làm sai, đúng không? Trước khi anh nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban tổ chức về nhân sự này kia thì anh phải kê khai tài sản. Thế anh đã kê khai chưa? Và cái số tiền đó anh nhận chức mấy tháng trước ấy, cứ cho là số tiền đó của anh, số vàng đó của anh, số đô la của anh, thì anh kê khai ở đâu, đúng không? Ai là người giữ cái bản kê khai đó chứng tỏ là số tiền đó của anh đã có từ khi anh chưa nhận chức đó. Còn nếu khi anh không có bản kê khai thì đương nhiên số tiền đó phải được điều tra rõ, điều tra kỹ, điều tra ngân hàng nào, cái cọc tiền đó của ngân hàng nào, ngân hàng đó bàn giao cho ai, ngày nào. Thế lần ra cái người mà có cái cọc tiền đó và đã có thể là hối lộ cho ông Tuấn, hoặc là có thể là gửi ông Tuấn, chứ không phải là của ông Tuấn. Ngân hàng đó giao cho ông Tuấn tiền 1 tỷ đó thì giao thời điểm nào, giao vì cái hợp đồng gì, ở những cái mảng kinh tế gì mà có 1 tỷ, đúng không? Việc điều tra nào đó là nghiệp vụ. Tôi không phải là cái người làm điều tra chuyên nghiệp, mà tôi chỉ là điều tra theo kiểu nhà báo tự do thôi. Tôi bày cho các anh như thế. Chứ anh nói mà các anh bảo là đấy là tiền của ông Tuấn, không phải tiền ông Tuấn. Nhá, các anh phải chứng minh, trách nhiệm của cơ quan điều tra là phải chứng minh nguồn gốc tiền từ đâu ra. Và cái việc chứng minh thì nó dễ lắm. Nhìn cái cọc tiền ấy, đọc lên là có biết ngân hàng nào giao, và ngân hàng người ta sẽ lưu sổ giao cọc tiền này cho ai, số lượng tiền này cho ai, ngày nào, mục gì, khoản gì, chương mục gì. Đó, làm gì có chuyện là một cục tiền mà lại tự nhiên ở đâu để chạy vào két của ông Tuấn mà lại không biết của ai. Đó, đúng không? Và ông có chuyện là nói được của ông thì ông phải chứng minh ông đã kê khai cái này bao giờ chưa, và vợ ông phải kê khai làm cái nguồn tiền này từ đâu ra, đúng không? Thì mới đúng chứ. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta mở rộng điều tra ra để chúng ta làm rõ những cái thắc mắc của cộng đồng. Đó, thế còn cái chuyện mà tôi nói quay trở lại cái việc mà nói là khẩu súng K59 để trong bàn tủ làm việc của ông Tuấn ấy, thì nếu bây giờ không có camera thì không ai có thể khẳng định là cái khẩu súng đấy là của ai, ai bắn. Khẩu súng đấy có thể xác minh được nguồn gốc là của ai. Đó, nhưng mà tại sao nó nằm ở đó? Đó, không thể có chi tiết là ông Minh tự sát bằng khẩu súng đó. Nếu khẩu súng đó là của ông Minh mà tự sát xong lại cầm khẩu súng để vào trong bàn, nó không hợp lý, nó không đúng. Và nói là khẩu súng đó trong quá trình tranh chấp giằng co nhau thì ông Tuấn giằng được khẩu súng và bắn lại ông Minh thì cũng phải có chứng cứ, phải có điều tra về góc bắn, phải có camera hoặc là phải điều tra góc bắn. Nhưng mà bây giờ tình hình này, theo như các anh nói trên báo, các anh trả lời là khi mà có cô nhân viên ở văn phòng báo là công an đến lập tức là đưa ba các anh này đi để cấp cứu, đi đến bệnh viện. Thế thì làm gì còn dấu vết nữa mà biết bây giờ điều tra là ai bắn ai, góc bắn như thế nào, đúng không? Đó, hàng loạt những cái vấn đề mà sơ suất và sai sót rất lớn ở trong cái vụ án thì chúng ta phải làm rõ nó ra. Tại vì nếu không ấy thì không thể kết luận khơi khơi là ông này bắn ông kia được, không có camera và không có bằng chứng, không có chứng cứ, không có nhân chứng. Không thể kết luận là ai bắn ai được. Đó, thế còn cái chuyện tài sản, tiền bạc thì tôi nói đó, các anh phải điều tra nguồn gốc cái tiền đó, cái cọc tiền đó của ngân hàng nào và giao cho ai chứ. Làm sao mà tự nhiên lại bảo nghe lời khai của ông vợ ông Tuấn mà lại biết là tiền của ông Tuấn được, không được. Đó. Thế thì đó, mà anh Hưng Việt Nguyễn nói là nhầm là gì? Hai khẩu K59, không có một cái báo cáo nào nói là hai khẩu K59 cả, mà công an chỉ cho biết rằng có một khẩu K59 nằm ở trong cái tủ làm việc của ông Tuấn và nòng súng quay ra ngoài, súng không có đạn, tức là súng đã bắn hết đạn đó. Thế còn không có một khẩu súng nào khác cả. Và cái việc mà khẩu súng vì sao nằm ở trong bàn, trong tủ hộc tủ làm việc của ông Tuấn thì cũng không ai trả lời, không biết vì sao. Đó, thế thì đấy, có nhiều vấn đề lớn là tôi nêu ra đó, thì cơ quan điều tra phải làm rõ để mà trả lời báo chí. Thứ nhất là vấn đề súng, vấn đề là ai bắn ai thì phải có camera chứ, anh phải trích xuất camera ra chứ, anh không nhân chứng làm sao anh biết ai bắn ai, đúng không? Thứ hai là việc tiền bạc không thể đơn giản như thế được. Anh kết luận là tiền của nhà ông Tuấn thì anh phải có chứng cứ, anh phải có bằng chứng để chứng minh đây là tiền nhà ông Tuấn. Tại sao lúc ông chưa nhận chức, ông mới nhận chức được mấy tháng thì mới được có đâu có hơn tháng thôi,
thì ông có kê khai tiền không, kê khai tài sản không? Không kê khai thì đâu phải là của ông đó. Thế thì các ông phải làm rõ. Và thứ hai là điều tra khách quan, các ông điều tra cái ngân hàng nào, cái cọc tiền đó là của ngân hàng nào, giao cho ai, ngày nào thì biết ngay. Mà số đô la 100.000 đô la đó thì các ngân hàng người ta bán cho ai, người ta cũng ghi số series đúng không, người ta bán cho ai, 100.000 đô la phải ít đâu đó. Thế thì đó, những cái vấn đề chính ý, vấn đề lớn ấy à, tôi nêu ra để cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái các anh xem lại, anh xem lại đấy, hoặc là có thể các anh cung cấp thông tin cho báo chí mà báo chí làm sai. Thế còn những cái clip mà các anh nói thì chắc là đúng rồi, các anh nói clip mà nhà báo người ta ghi clip người ta nói ở đưa ra trên Facebook thì chắc chắn là các anh phát ngôn và các anh cung cấp thông tin rồi đó, thì không thể là có những cái mà nó phi logic như thế được. Làm điều tra như thế thì người ta cười chết. Cái phải làm như, nó phải có logic chứ. Và đến bây giờ nếu mà không chứng minh được cái việc mà như là các anh tuyên bố ấy, là cái việc ông Minh bắn ông Cường, ông Minh bắn ông Tuấn, không có cái chứng cứ nào, không có cái bằng chứng nào để nói được chứng minh cái việc đó, thì cái vụ án nó vẫn đang nằm ở trong rất nhiều câu hỏi. Không thể ai dám khẳng định khơi khơi là ông Minh bắn ông Tuấn, hay là ông Tuấn bắn ông Minh, hay là ông Cường bị ông Minh bắn. Nó không thể kết luận được vì nó không có chứng cứ. Đó. Đó thì tôi nêu ra một vài cái chi tiết. Thứ nhất là vấn đề không logic ở trong các cái kết luận điều tra. Thứ hai là vấn đề tiền bạc. Anh không thể đơn giản kết luận khơi khơi đây là căn cứ vào lời khai của vợ ông Tuấn để mà nói rằng đây là tài sản ở trong két này là của nhà ông Tuấn. Làm sao có chuyện đấy được, anh phải chứng minh chứ. Làm sao mà căn cứ vào lời khai được. Đấy. Lời khai thì bây giờ ông kê ra là cho nhà báo giám sát xem là vợ ông khai đi xem nào. Ông gửi, ông thu nhập từ đâu này. Ông gửi ở đấy bao giờ này. Một lúc có 100.000 đô hay là mỗi lúc có 10.000. Mua ở đâu. Đúng không? Làm sao thế được, cọc tiền 1,5 tỷ kia của ông là ngân hàng nào, ngân hàng nào, tiền ở đâu của ông ra, ông bán đất hay là ông đánh lô đề hay ông trúng thưởng, ông trúng xổ số hay là ông chơi hụi họ, hay là ông buôn bán cái gì nó có 1,5 tỷ, và ngân hàng nào trả cho ông, ngày nào đó, trong ngân hàng người ta có ghi các khoản chi đó trên cái cục tiền đó đó. Sao mà nói khơi khơi là tiền của ông được, đúng không? Thế thì tôi có phân tích thêm về những cái chi tiết bất hợp lý và phi logic ở trong cái vụ án này để chia sẻ cùng các bạn. Cũng mong các bạn nhà báo và các bạn làm về công tác điều tra và những anh em làm điều tra ở Yên Bái, các anh em phải làm phải cho nó rõ và cho nó logic. Chứ không thể như thế thì nó sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn, nó tạo ra những cái mâu thuẫn về lâu dài, và sau này nó ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề là cái kết luận của anh ấy là ai bắn ai ấy, nó rất quan trọng đó, nó không khách quan mà. Ai bắn ai, ông nào bắn ông nào đấy. Bây giờ nói ông Minh bắn ông Tuấn, ông Minh bắn ông Cường thì chứng cứ đâu, video đâu, nhân chứng đâu, đúng không? Không thể nói khơi khơi là ông này bắn ông kia được, không ai biết, không có nhân chứng, không có camera thì làm sao kết luận được? Phải trích xuất camera đó chứ. Đó, súng của ông Cam 9 ở trong tủ ông Tuấn thì là súng nào, súng của ai, số hiệu gì? Súng của ông Minh thì tại sao lại nằm trong quan của ông Tuấn mà lại bắn hết đạn rồi? Ông Minh thì nằm dưới sàn chết, thế làm nào? Đó, chúng ta phải làm điều tra, chúng ta phải làm khách quan, tại vì là nó sẽ còn vấn đề hậu quả, nó còn lâu dài. Những cái thắc mắc ấy, những cái mà giải trình nó không logic, điều tra nó không logic, phân tích không logic, và chứng minh không có chứng cứ, không có nhân chứng, không có vật chứng, không có những cái tài liệu làm căn cứ khoa học mà chứng tỏ là cái công tác khoa học hình sự của các anh ấy nó khách quan minh bạch ấy, thì nó còn sau này nó còn rất nhiều thứ lằng nhằng. Vâng, thế tôi chia sẻ với các bạn xem và các anh em làm cái công tác điều tra này, và các anh em báo chí, thì những cái mà còn để cộng đồng mạng người ta thắc mắc ấy, thì nó sẽ còn hậu quả rất lâu dài. Đó, thì muốn chia sẻ với các bạn trong cái lúc mà rảnh rỗi về những người mà quan tâm đến cái vụ án ở Yên Bái này. Vâng, xin chào các bạn, tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái câu chuyện và những chủ đề khác. Vâng.